Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn download Windows 10. Đầu tiên các bạn truy cập vào website của Microsoft tại địa chỉ sau. Tiếp theo đó các bạn sẽ kéo xuống phía bên dưới. Ở đây có hai tùy chọn download. Tùy chọn thứ nhất, chúng ta sẽ download công cụ dành cho phiên bản 32 bit. Tùy chọn thứ hai, chúng ta sẽ download công cụ dành cho phiên bản 64 bit. Mình sẽ chọn tùy chọn thứ hai. Save file. Sau khi download file về và mở file lên thì màn hình Windows 10 setup hiện ra. Ở đây chúng ta sẽ có hai tùy chọn và mình sẽ chọn tùy chọn thứ hai, Next. Ngôn ngữ mình sẽ chọn tiếng Anh, phiên bản mình sẽ chọn Windows 10 Home. Ở đây mình sẽ chọn 64 bit, Next. Ở đây ta sẽ có hai tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là chúng ta sẽ download về USB. Tùy chọn thứ hai là chúng ta sẽ download file ISO. Mình sẽ chọn download file ISO, Next. Chọn nơi lưu, Save. Quá trình download đang được diễn ra. Bây giờ bạn chỉ việc đợi download xong. Mình xin tạm kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.